Trong tiết học trước, chúng ta đã học xong phần lý thuyết của bài 31 sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Tiết học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng làm các bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập. Bài tập đầu tiên trong sách giáo khoa. Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy cho biết cấu tạo nguyên tử, tính chất kim loại và phi kim của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử là 7, 12 và 16. Rồi chúng ta sẽ cùng đi làm. Bài tập 1. Dựa vào số hiệu nguyên tử 7 đầu tiên là nguyên tố có số hiệu nguyên tử 7. Các em cùng theo dõi trong bảng tuần hoàn. Chúng ta tìm ô số 7 đúng không? Ô số 7 là nguyên tố nitơ. Là nitơ N. Cấu tạo nguyên tử nitơ. Nguyên tử nitơ có nằm ở ô số 7. Vậy nó có 7 electron. Đúng không nào? 7 electron. Đơn vị điện tích hạt nhân của nó sẽ là điện tích hạt nhân. Bảy cộng, rồi các em nhớ lại nhé. Số thứ tự của ô sẽ bằng số electron và bằng điện tích hạt nhân nguyên tử và bằng số hiệu nguyên tử. Trong bài trước chúng ta học, nhớ lại rồi chúng ta suy ra. Tiếp theo, chu kỳ nitơ, em quan sát này, nitơ thuộc chu kỳ 2 đúng không? Nhóm 6, nhóm 5A. Chu kỳ 2 tức là chúng có hai lớp electron. Rồi, số thứ tự của chu kỳ sẽ bằng số lớp electron. Đó. Nhóm 5. Số thứ tự của nhóm thì ta có thể suy ra được có 5e lớp ngoài cùng. Các em nha, các em nhớ. Lớp ngoài cùng. Đúng không? Đó. Và ta có này. Khi học về nguyên tử thì ta có số proton chính bằng số electron. Đó, vậy từ đây ta có thể suy ra được bằng số proton cũng chính bằng 7, đúng không? Đó là trong nguyên tử nguyên tố nitơ có những cấu tạo như vậy. Nitơ có tính. Các em quan sát này, nitơ thuộc chu kỳ 2 và chúng nitơ ở gần cuối chu kỳ 2. Gần cuối chu kỳ thì tính phi kim của nó làm sao nhỉ? Tính phi kim của nó mạnh đúng không? Tính kim loại của nó yếu. Đúng rồi. Vậy nitơ có tính phi kim mạnh. Đó, tính phi kim mạnh. Thứ hai, nguyên tử có số hiệu nguyên tử 12. Các em quan sát trong bảng tuần hoàn, tìm ô số 12. Ô số 12 ta có nguyên tử, nguyên tố magie đúng không nào? Nguyên tố magie, nó chính là magie, ký hiệu là Mg. Chưa nào? Nguyên tử nguyên tố magie ở ô số 12 và có 7 electron. Cô xin lỗi, có 12 electron. Và cũng có bằng chính bằng số proton. Đúng không nào? Điện tích hạt nhân của magie là 12 cộng. Đó. 12 cộng. Magie thuộc chu kỳ 3. Vậy có 3 lớp electron. Magie thuộc nhóm 2 đúng không? Em quan sát này. Magie thuộc chu kỳ 3 và nhóm 2. Vậy có 2e lớp ngoài cùng.
Maze ở đấu chu kỳ thứ 3. Vì vậy, nó là một kim loại mạnh, đúng không? Ta kết luận về tính chất kim loại của maze. Maze có tính kim loại mạnh. Kim loại mạnh. Đó. Rồi, để là cô làm cho các em nguyên tố có số hiệu nguyên tử là 7 và 12. Còn nguyên tố có số hiệu nguyên tử là 16. Em làm tương tự nhé. Rồi, chúng ta sẽ sang bài số 2. Bài 2. Biết cấu tạo nguyên tử như sau. Điện tích hạt nhân là 11 cộng 3 lớp E và lớp ngoài cùng có 1 E. Suy ra vị trí của X. Các em cùng làm này. Điện tích hạt nhân là 11 cộng đơn vị điện tích hạt nhân thì sẽ bằng gì nhỉ? Từ đó ta suy ra số thứ tự của ô nguyên tố sẽ là 11, đúng không nào? Đó. Và cũng chính bằng số electron và bằng số proton. Đó. X có 3 lớp electron. Chúng ta nhớ lại, số lớp electron sẽ bằng số thứ tự của chu kỳ. Vậy từ đây ta có thể suy ra được X thuộc chu kỳ 3, đúng không? Chu kỳ 3. Lớp ngoài cùng có 1E. 1E lớp ngoài cùng. Vậy ta suy ra được rằng X thuộc nhóm 1, đúng rồi. Bởi vì sao? Số thứ tự của nhóm sẽ bằng số electron lớp ngoài cùng. Từ các dữ kiện này, ta suy ra được rằng X nằm ở ô số 11, chu kỳ 3 và nhóm 1 trong bảng tuần hoàn. Chúng ta cùng quan sát này. Ô số 11, chu kỳ 3 và nhóm 1 chính là nguyên tố natri nhé. Natri các em nhé. Rồi. Vậy, từ đây ta tìm được gì? X là natri. Ký hiệu là Na. Rồi. Tính chất hóa học cơ bản của natri là gì? Nào, chúng ta cùng nhớ lại. Tính chất của natri. Natri ở đầu chu kỳ 3 và đầu nhóm 1. Vì vậy, natri ở đây thể hiện tính kim loại mạnh, đúng không? Tính kim loại mạnh. Natri thể hiện tính kim loại mạnh. Kim loại mạnh. Rồi, dựa vào tính chất của một kim loại điển hình, các em viết cho cô các phương trình phản ứng thể hiện tính chất của natri, được chưa? Phần này dựa vào bài học đã được học. Chúng ta tự viết giúp cô phần phương trình hóa học. Chúng ta sẽ sang bài tiếp theo. Bài tiếp theo. Bài số 3. Bài số 3. Các nguyên tố trong nhóm 1 đều là những kim loại mạnh tương tự natri, tác dụng với nước tạo thành dung dịch kiềm, giải phóng hydro, tác dụng với oxy tạo thành oxit, tác dụng với phi kim tạo thành muối. Viết các phương trình hóa học minh họa với kali. Rồi các em nhớ lại, trong nhóm 1 có các nguyên tố như liti, natri, kali, rubidi và chúng ta sẽ viết tính chất hóa học cơ bản của chúng ứng với nguyên tố natri nhé. À, nguyên tố kali. Ta có này, tính chất của một kim loại điển hình đầu tiên đó chính là phản ứng với nước. Ta có kali phản ứng với nước tạo thành KOH cộng H2. Tiếp theo đó là phản ứng với oxy tạo thành K2O. Nhớ cân bằng phản ứng giúp cô nha. Tiếp theo đó là phản ứng với cả phi kim. Cô lấy ví dụ là clo tạo thành muối KCl. Được chưa? Đó chính là ba tính chất hóa học cơ bản
ứng với nguyên tố natri, nguyên tố kali. Bài tập 4. Các nguyên tố nhóm 7 đều là những phi kim mạnh. Viết phương trình hóa học minh họa với brom, tương tự bài 3. Cô sẽ viết phương trình hóa học minh họa với brom. Chính là phát natri. Cô chọn kim loại natri nha. Tạo thành muối. NaBr natri bromua. Chưa? Tác dụng với hydro tạo thành khí HBr, cân bằng phản ứng giúp cô. Đó. Bài số 5. Chúng ta sang bài số 5. Cách sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tăng, theo chiều tính kim loại giảm dần? Theo chiều tính kim loại giảm dần tức là chúng ta cần phải sắp xếp từ mạnh tới yếu, đúng không? Tới yếu. Xét các nguyên tố này, natri, magie, nhôm và kali. Các nguyên tố này chúng ta thấy sắp xếp nó trong bảng tuần hoàn thì ta có natri là nằm ở nhóm 1, đúng không? Magie nằm ở nhóm 2 và nhôm nằm ở nhóm 3. Kali thì nằm ở nhóm 1 nhưng mà thuộc chu kỳ 4. Natri, magie và nhôm đều thuộc chu kỳ 3. Rồi, đây dựa vào bảng tuần hoàn các em có thể chỉ ra được vị trí của các nguyên tố này. Và dựa vào vị trí này chúng ta sẽ so sánh tính kim loại của các nguyên tố này với nhau. Trong một nhóm tính kim loại làm sao nhỉ? Tăng dần, đúng không? Đúng rồi. Trong một nhóm này tính kim loại tăng, đúng không? Tính kim loại tăng. Vậy thì sao? Tính kim loại tăng tức là kali sẽ đứng trước natri. Từ mạnh tới yếu mà, đúng không? Ok. Trong một chu kỳ từ trái qua phải thì tính kim loại giảm, đúng không? Vậy natri sẽ đứng trước magie và đứng trước nhôm. Natri mạnh hơn magie, mạnh hơn nhôm mà kali mạnh hơn natri, vậy kali cũng mạnh hơn cả ba nguyên tố này. Kali xếp đầu tiên đến natri và đến magie, cuối cùng là nhôm mới là sắp xếp đúng nha. Sắp xếp đúng theo chiều từ mạnh tới yếu của tính kim loại. À, các em chọn đáp án nào? Kali, natri, magie và nhôm, đáp án B đúng. B đúng. Chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ sang bài số 6. Bài số 6. Sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều tính phi kim tăng dần. Cũng tương tự như bài số 5 của bài số 6, để sắp xếp tính phi kim tăng dần thì cô cũng sắp xếp các nguyên tố này vào vị trí trong bảng tuần hoàn, dựa vào bảng tuần hoàn, sắp xếp chúng vào chu kỳ và nhóm tương ứng. Ta có nitơ, oxy và fluor, đúng không? Cả ba nguyên tố này đều thuộc cùng chu kỳ 2 này, đúng không? Nitơ thì ở nhóm 5, oxy nhóm 6 và fluor nhóm 7. Phosphor thì cùng nhóm với cả nitơ là nhóm 5 nhưng ở chu kỳ 3, và arsen cũng vậy nhưng ở chu kỳ 4. Chúng ta có sắp xếp các nguyên tố theo vị trí của nhóm và chu kỳ như sau: nitơ, oxy, fluor, phosphor, arsen. Nitơ nhóm 5 này, oxy nhóm 6 và fluor nhóm 7. Chu kỳ thì sao? Nitơ ở chu kỳ 2, phosphor chu kỳ 3 và arsen chu kỳ 4. Dựa vào vị trí sắp xếp của các nguyên tố này theo chu kỳ và theo nhóm như vậy, chúng ta sẽ xét tính phi kim của các nguyên tố này như sau. Trong một nhóm từ trên xuống dưới, tính phi kim làm sao các em nhỉ? Tính phi kim giảm, đúng không? Trong một chu kỳ từ trái qua phải thì tính phi kim sẽ tăng. Vì vậy, tính phi kim của fluor sẽ mạnh nhất, đúng không?
Yêu cầu của đề bài là sắp xếp theo chiều tính phi kim tăng dần, tức là từ yếu tới mạnh. Mạnh. Flo sẽ là mạnh nhất, Flo sẽ đứng ở cuối. Được chưa? Flo sẽ đứng ở cuối. Oxy nhỏ hơn Flo, Nitơ cũng có tính phi kim nhỏ hơn Flo. Oxy, Nitơ sẽ đứng trước Flo, đúng không? Trong một nhóm tính phi kim giảm, vậy Nitơ đầu nhóm 5 sẽ có tính phi kim mạnh hơn Phosphor và Arsen. Arsen và Phosphor có tính phi kim yếu hơn Nitơ, hiển nhiên nó sẽ yếu hơn Oxy và Flo. Được chưa? Theo thứ tự trong nhóm 5 thì ta sẽ có Phosphor và Arsen. Sắp xếp đúng sẽ là Arsen, Phosphor, Nitơ, Oxy và Flo. Chúng ta sẽ sang bài 7. Bài tập 7. Bài 7 có 2 phần, chúng ta sẽ cùng đi làm từng phần 1. Đầu tiên là phần A. Xác định công thức của hợp chất khí A, biết rằng A là oxit của lưu huỳnh chứa 50% oxy. 1 gam khí A chiếm thể tích là 0,35 lít ở điều kiện tiêu chuẩn. Chúng ta có công thức chung của A với oxy chính là SXOY. Chưa? Công thức chung của A là SXOY. Theo đề bài, 50% là oxy trong công thức của A này. Chính vì vậy, phần trăm của oxy bằng 50%. Vậy ta suy ra phần trăm của lưu huỳnh này này trong SXOY có phải là cũng bằng 50% không? Đúng không? Sẽ bằng 100% trừ 50% bằng 50%. Ta có X chia Y. X chia Y sẽ bằng phần trăm của lưu huỳnh chia cho M lớn của lưu huỳnh, tức là phân tử khối đó. Tương ứng chia cho phần trăm của oxy trên M lớn của oxy. Và ta sẽ có này, 50 trên M lớn của lưu huỳnh bằng 32. Tỷ lệ với 50 oxy là 16. Và ta có X chia Y sẽ bằng 1 chia 2. Được chưa? X chia 1 chia 2. Từ đây ta suy ra công thức đơn giản nhất. Cô viết tắt nha. Công thức đơn giản nhất của A là SO2 tất cả N. Đúng không? Sử dụng dữ kiện thứ hai, 1 gam khí A chiếm thể tích là 0,35 lít ở điều kiện tiêu chuẩn. 1 gam A chiếm thể tích là 0,35 lít ở điều kiện tiêu chuẩn. Thì ta suy ra được rằng số mol của A sẽ bằng 0,35 chia cho 22,4, đúng không nào? Các em bấm máy tính giúp cô nhé. Sẽ bằng là 0,35 chia 22,4. Vì nó nè nên là cô cứ để phân số, được chưa? Mà khối lượng của A bằng 1 gam, đúng không? Khối lượng của A bằng 1 gam. Nên suy ra M lớn tức phân tử khối của A sẽ bằng khối lượng chia cho số mol và bằng 1 chia cho 0,35 phần 22,4 sẽ bằng 22,4 trên 0,35. Các em dùng máy tính bấm sẽ bằng 64 gam trên mol. Được chưa nào? Vậy A bằng MA bằng 64 gam trên mol thì ta sẽ có được điều gì nhỉ? Có được rằng các em tính cho cô M của SO2 bên trong, đúng không? Ta có MA bằng chính bằng 64 nhá. Đó, tính bằng 64. 64 nhân N bằng 64. Từ đây suy ra N bằng 1. Vậy ta có A là SO2. Được chưa? Ta đã tìm ra A là SO2.
A là SO2. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng sang phần B của bài tập số 7. Phần B của bài tập số 7. Các em đọc đề bài giúp cô này. Hòa tan 12,8 gram hợp chất khí A vào 300ml dung dịch NaOH 1,2M. Đúng chưa? Hãy cho biết muối nào thu được sau phản ứng, tính nồng độ mol của muối, giả thiết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể. Chúng ta cùng làm bài tập này. Phần B, cô sẽ phải chuyển sang đổi mới. Phần B của bài tập số 7. À, chúng ta để bài phần phía trên. Phần A này, chúng ta vừa tìm được rồi. Để làm dữ liệu để làm bài tập. Phần B, ta có khối lượng của A là 12,8, đúng không? 300ml dung dịch NaOH 1,2M. Ta tìm được A rồi, A chính là SO2. SO2 phản ứng với dung dịch NaOH. Ta xác định là muối nào thu được sau phản ứng bằng cách nào? À, các em nhớ lại, khi SO2 phản ứng với NaOH thì muối thu được có thể là muối Na2SO3 hoặc là NaHSO3. Đó, có thể là một trong hai muối này hoặc là cả hai muối này. Vậy dựa vào đâu để chúng ta xét được rằng là muối nào thu được sau phản ứng? Dựa vào tỷ lệ số mol giữa SO2 và NaOH. Cô cứ viết phương trình phản ứng đầy đủ trước. Đầu tiên, SO2 phản ứng với NaOH tạo thành NaHSO3. Tỷ lệ mol 1:1 tự cân bằng rồi đúng không? SO2 tác dụng với NaOH tạo thành Na2SO3 cộng nước cân bằng giúp cô 2NaOH chưa nào? Vậy cô nhắc lại một chút, cũng giống như bài tập khi cho CO2 tác dụng với cả NaOH, kem nhớ lại tỷ lệ số mol giữa CO2 và NaOH cô đặt là X và Y đúng không? Nếu số mol của Y của NaOH trên số mol CO2 tức là Y trên X nhỏ hơn hoặc bằng 1 thì ta sẽ tạo ra muối gì nhỉ? À, nó chính là muối axit. Đúng không? Đây, số mol NaOH trên số mol CO2, các em nhìn tương ứng CO2 sẽ tương ứng với SO2 nhá, phản ứng y xì nhau đúng không? Nhưng trong bài học trước chúng ta đã nhắc đến phương trình phản ứng này. Số mol của NaOH trên số mol của SO2 nhỏ hơn bằng 1 thì sẽ tạo ra muối NaHSO3. Nếu số mol của NaOH trên số mol của CO2 lớn hơn hoặc bằng 2, các em nhìn là tỷ lệ này, ở phương trình 2 này, số mol SO2 chia số mol NaOH là 1:2, vậy y trên x mà lớn bằng 2 thì muối thu được sẽ là muối Na2SO3, đúng không? Đúng không? Nếu ở trong giữa hai khoảng y trên x nhỏ hơn 2 lớn hơn 1, muối thu được sẽ là hỗn hợp muối gồm hai muối NaHSO3 và Na2SO3. Các em nhớ nhá. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi so sánh tỷ lệ số mol giữa NaOH và SO2. Ta có khối lượng của SO2 bằng 12,8 gram. Đúng không nào? Suy ra số mol của SO2 sẽ bằng 12,8 chia cho M lớn của SO2 là 64 bằng 0,2 mol. Ta đổi 0,3 đổi 300ml thành 0,3 lít. Ta có số mol của NaOH sẽ bằng V
V nhân với cả nồng độ mol CM sẽ bằng 0,3 nhân 1,2 và bằng 0,36 mol. Ta thấy này, tỷ lệ số mol của NaOH trên số mol SO2 bằng 0,36 chia cho 0,2 bằng 1,8, đúng không? Cái giá trị 1,8 này nằm trong khoảng từ 1 tới 2, đúng không? Vì vậy, ta suy ra được rằng 2 tác dụng với NaOH tạo ra 2 muối, đúng không? Đồng thời tạo ra 2 muối. Vậy ta kết luận muối thu được gồm muối NaHSO3 và Na2SO3. Đó chính là cả hai phương trình này đều xảy ra, đúng không? Tính nồng độ mol của muối. Giả thiết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể, tức dung dịch sau phản ứng có thể tích giữ nguyên, được chưa? Vẫn là bằng 0,3 lít, tức là 300ml đây này. Đó, để tính được số mol của từng muối, ta sẽ dựa vào số mol của SO2 đã có, số mol của NaOH, ta tìm được số mol của từng muối. Đơn giản đúng không nào? Vậy nếu cô gọi số mol của SO2 trong phản ứng 1 và phản ứng 2 lần lượt là x và y, được không? Đó, thì cô đọc phương trình này, các em nhìn này, x mol SO2 này, y mol này. Theo phương trình thì x mol NaOH ở phương trình 1, phương trình 2 sẽ là 2 nhân y mol NaOH, đúng không? Số mol NaOH gấp đôi số mol SO2. Vậy các em quan sát, ta biết được số mol của SO2 không? Ta có biết được số mol của NaOH không? Đó, biết được tổng số mol của SO2 và NaOH, ta lập được hai phương trình hay ẩn như sau. X cộng y tính là số mol của SO2 bằng 0,2, đúng không? Ta có này, x cộng 2y chính bằng số mol của NaOH bằng 0,36. Từ đây giải hai phương trình này, đúng không? Đầu tiên em rút x theo y bằng 0,2 trừ đi y, thế xuống dưới ta có 0,2 trừ y cộng 2y bằng 0,36. Từ đây em suy ra y bằng 0,16 mol và x bằng 0,04 mol. Các em kiểm tra lại giúp cô nhé, 0,04 mol. Vậy theo phương trình phản ứng 1, số mol NaOH cũng chính bằng x, đúng không nào? Số mol Na2SO3 cũng chính bằng y. Vậy ta có tìm được số mol của hai muối này không nào? Đó, suy ra số mol của NaHSO3 bằng x và bằng 0,04. Số mol của Na2SO3 bằng y và bằng 0,16 mol nha. Đó, từ đây suy ra được nồng độ mol của NaHSO3 chính bằng N trên V và bằng 0,04. Thể tích không thay đổi, vẫn là bằng 0,3 lít, 0,3 và bằng. Nồng độ của Na2SO3 cũng bằng N trên V bằng 0,16 chia cho thể tích không thay đổi, vẫn là 0,3. Rồi, các em dùng máy tính bấm giúp cô kết quả của bài tập này và làm vào vở. Vậy, trong bài tập này các em cần lưu ý giúp cô điều gì? Để xác định được hỗn hợp muối tạo ra
gồm những muối nào? Một muối hay hai muối? Hay muối axit hay muối trung hòa? Phản ứng theo tỷ lệ của phương trình nào, ta phải xác định được số mol của SO2 và NaOH tham gia phản ứng, so sánh tỷ lệ đó. So sánh tỷ lệ đó. Để xem, xác định phương trình nào xảy ra và xảy ra theo trường hợp nào, và ta sẽ xác định được là hỗn hợp thu được có bao nhiêu muối. Vậy, bài số 7 của chúng ta đã vừa được hoàn thành. Chúng ta cùng chuyển sang phần bài tập trong sách bài tập của bài 31. Các em cùng mở sách bài tập ra. Bài 31 trong sách bài tập, chúng ta có 7 bài. Chúng ta cùng lần lượt đi giải chúng. Đầu tiên, bài 31.1, dùng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, hãy viết công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất với hydro của các nguyên tố trong chu kỳ 3. Các em nhớ lại giúp cô cách viết công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất với hydro của các nguyên tố. Các em nhớ lại giúp cô này. Khi viết công thức oxit cao nhất của một nguyên tố, tức là với oxy đó, thì hóa trị cao nhất trong công thức oxit ấy, với oxy, chính bằng số thứ tự nhóm, đúng không? Chúng ta nhớ lại này. Còn hợp chất với hydro thì sao? Hóa trị của nguyên tố đó trong hợp chất với hydro sẽ bằng 8 trừ đi hóa trị cao nhất với oxy của nguyên tố đó. Hóa trị cao nhất với oxy. Đó, các em nhớ lại một chút giúp cô rồi chúng ta cùng viết. Vậy, theo dõi chu kỳ 3 trong bảng tuần hoàn gồm các nguyên tố nào? Natri, magie, nhôm, silic, phosphor, lưu huỳnh, clo. Đúng không? Chúng ta sẽ cùng nhau viết. Đầu tiên, cô sẽ viết công thức oxit này. Các em nhìn nha. Đầu tiên sẽ là nguyên tố natri, magie, nhóm 1. Vậy đối với hợp chất cao nhất với hóa trị cao nhất với oxy của nó sẽ là 1. Công thức của nó sẽ là Na2O, đúng không nào? Ở đây oxy hóa trị 2, natri hóa trị 1. Đó. Tiếp theo, magie nhóm 2 hóa trị cao nhất với oxy sẽ là 2. Ta có công thức là MgO. Oxy hóa trị 2, magie hóa trị 2. Đó. Tiếp theo, nhôm ở nhóm 3, vậy hóa trị cao nhất của nó với oxy sẽ là 3. Ta có công thức là Al2O3. Tương tự, silic ở nhóm 4, hóa trị cao nhất của nó với oxy sẽ là 4, SiO2. Phosphor nhóm 5, hóa trị cao nhất của nó với oxy sẽ là 5. Công thức ta có được là P2O5. Lưu huỳnh ở nhóm 6, vậy hóa trị cao nhất của nó với oxy là 6. Ta có công thức SO3. Cl nhóm 7, ta sẽ có Cl2O7. Đúng không? Đó. Vậy công thức hợp chất với hydro thì sao? Ở đây từ silic trở đi sẽ tồn tại công thức hợp chất với hydro. Ta có SiH. Hóa trị của Si đối với hydro trong trường hợp này sẽ bằng 8 trừ đi hóa trị cao nhất với oxy. Hóa trị cao nhất với oxy là 4. Vậy hóa trị của silic trong hợp chất với hydro sẽ là 8 trừ 4 còn 4, đúng không nào? Phosphor. Hóa trị cao nhất với oxy là 5. Vậy với hydro nó có hóa trị là 8 trừ 5 bằng 3.
đúng không? Lưu Huỳnh sẽ là 8 trừ đi 6. 8 trừ đi 6 còn 2, đúng không? Clo thì sao? 8 trừ đi 7 còn 1. Đúng không? Đó. Chúng ta sang bài số 2. Bài số 2 đây là bài tập 1 nhá. À, bài tập 1 của chúng ta còn một ý nữa. Phần B. Nguyên tố nào trong chu kỳ 3 có tính kim loại mạnh nhất? Tính phi kim mạnh nhất. Cái này chúng ta nhớ lại phần biến đổi tính chất trong một chu kỳ thì tính phi kim sẽ tăng và tính kim loại sẽ giảm. Vậy ở đầu chu kỳ sẽ là một kim loại mạnh và cuối chu kỳ sẽ là một phi kim mạnh. Vậy tính kim loại mạnh nhất trong chu kỳ 3 là natri và tính phi kim mạnh nhất sẽ là clo. Các em nhớ giúp cô nhé. Clo. Chúng ta sang bài số 2. Có các chất và hãy cho biết chất nào mang những đặc điểm tính chất từ A tới H. Chúng ta cùng xét này. Các chất đề bài cho là brom, cô sẽ viết lại. Hydrochlorure. Iốt. Natri chlorure. Khí carbonic. Nitơ oxy và clo. Chưa nào? Đó. Vậy những chất đề bài cho như này và việc của chúng ta sẽ là xét và xếp chúng vào những chất nào mang những đặc điểm tính chất có trong các phần A, B, C và D, E tới H, I. Được chưa? Chúng ta cùng làm. Đầu tiên, chất nào chứa nguyên tố clo trong bảng tuần hoàn? Chúng ta xem này, trong các công thức cô viết, chúng ta sẽ xét xem chất nào chứa nguyên tố clo trong bảng tuần hoàn. Chúng ta thấy có HCl, có NaCl và có gì đây? Đúng rồi, có clo. Phần A sẽ là các chất HCl, NaCl và clo. Được chưa? Phần B là khí độc màu vàng lục. À, nhìn đến màu vàng lục là các em đã phải nhớ đến ngay khí gì chúng ta vừa được học nhỉ? Đó chính là khí clo, đúng không? Clo. Đó. Tiếp theo, khí không màu khi tan trong nước tạo dung dịch axit. Phần C, trong tất cả các khí bên trên, chất khí nào là không màu và tan trong nước được và chứa dung dịch tạo thành dung dịch axit? Các em thấy này, HCl có đúng không? Hiển nhiên đúng, đúng không? HCl không màu khi tan trong nước có tạo thành dung dịch axit. HCl, được chưa? Acid chlorhydric. Đầu tiên là HCl. Tiếp theo, iốt thì sao? Iốt không phải NaCl. Đây là muối. CO2. CO2 là khí carbonic. Chúng ta được học là à, không màu. Và khi tan trong nước thì sao? Nó tạo thành H2CO3, đúng không? Tan trong nước tạo thành H2CO3. Acid này kém bền, vì vậy nó biến đổi thành CO2 và nước, được chưa? Đó, nó cũng có tính axit đó. Vậy chất tiếp theo chúng ta cần điền là CO2. Nitơ thì sao? Oxy và clo. Ờ, đều không phải nha. Vậy chúng ta có hai chất HCl và CO2 thỏa mãn tính chất C. Chúng ta dựa vào những cái phần lý thuyết được học về tính chất của các chất khí để xác định. Phần D, có trong nước biển nhưng không có trong nước ngọt, đúng không? Chính xác là công thức của muối ăn này, NaCl. Đó, E, khi tan trong nước tạo ra hai axit khác nhau. Khi tan trong nước tạo ra hai axit khác nhau, các em nhớ không? Khi học bài về clo, clo chúng ta có gì nhỉ? Clo khi tan trong nước tạo thành gì nhỉ? Tạo thành HCl và HClO, đúng không? Đó. Vậy E khi tan trong nước tạo ra hai axit khác nhau chính là khí clo. Rồi, nhớ nha. Đây sẽ là clo, chưa? G
được dùng để bảo quản thực phẩm. Chất mà được dùng để bảo quản thực phẩm trong các chất trên ấy được nhắc đến chính là muối natri clorua. Đơn giản cô lấy ví dụ, ở nhà chúng ta hay muối dưa, muối cà đúng không? Đó, tại sao dưa và cà khi muối như vậy nó không bị hỏng? Vì chúng ta sử dụng muối, đúng không? Hoặc là ướp cá khô đó các em, ướp cá, làm cá khô đó, người ta cũng ướp cá với muối. Đó chính là các ứng dụng của muối ăn được dùng để bảo quản thực phẩm trong cuộc sống của hàng ngày của chúng ta. G, kem ghi giúp cô được dùng bảo quản thực phẩm là natri clorua. H là phi kim ở trạng thái rắn, nguyên tố thuộc nhóm 7 của bảng tuần hoàn. Phi kim ở trạng thái rắn, các em nhìn này, các chất brom, HCl iốt, NaCl CO2 N2O2 và clo, chất nào là phi kim mà lại ở trạng thái rắn thuộc nhóm 7, đúng không? Nhóm 7 của chúng ta có gì? Clo, iốt và brom. Thì iốt ở đây ở trạng thái rắn. Đó, chất mà được nhắc đến trong câu H chính là iốt. Ghi giúp cô nha, chất được nhắc đến trong câu H là iốt. Cuối cùng là phi kim ở trạng thái khí, khi ẩm có tính tẩy màu. Ồ, nhớ lại bài học về clo, chúng ta nhận ra ngay đó chính là tính chất của clo đúng không? Vậy cuối cùng phần Y chính là clo. Đó, vậy bài số 2 chúng ta đã được nhắc lại khá nhiều cái tính chất của các chất khí cũng như là các chất được nêu ra ở trong phần đề bài đã được học. Chúng ta sang phần bài 31.3. Yêu cầu của bài số 3 là căn cứ vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học cho biết những tính chất hóa học của nguyên tố magie, so sánh tính chất hóa học của nguyên tố magie với các nguyên tố lân cận trong cùng chu kỳ và cùng nhóm. Rồi, các em quan sát giúp cô trong bảng tuần hoàn nguyên tố magie. Được chưa? Thấy chưa? Các em thấy nguyên tố magie ở ô số bao nhiêu chưa? Magie ở ô số 12, đúng không? Yêu cầu của đề bài là cho biết tính chất hóa học của nguyên tố magie. Ta thấy này, nguyên tố magie nằm ở ô số 12 đúng không? Thuộc chu kỳ 3 và nhóm 2 đúng không? Nguyên tố magie nằm ở đầu nhóm 2 và đầu chu kỳ 3. Vậy tính chất của magie là gì? Magie là một kim loại mạnh. Đúng không em? Các em nhớ lại về sự biến đổi tính chất giữa các nguyên tố trong một chu kỳ và một nhóm này. Trong một nhóm từ trên xuống dưới. Đúng không? Tính gì? Tính kim loại giảm dần. Cô xin lỗi, trong một nhóm từ trên xuống dưới, tính kim loại làm sao? Tính kim loại tăng dần. Trong một chu kỳ từ trái qua phải, tính kim loại giảm dần. Vậy magie ở đầu chu kỳ, magie sẽ là một kim loại mạnh. Kim loại mạnh thì có những tính chất, ví dụ như tác dụng với phi kim hoặc tác dụng với axit, tác dụng với muối. Rồi, các em viết giúp cô các phản ứng minh họa, được chưa? Đó, rất là dễ thôi. So sánh tính chất hóa học của nguyên tố magie với các nguyên tố lân cận. Các nguyên tố lân cận của magie chính là trên dưới trong cùng một chu kỳ và trước sau. Trên dưới trong cùng một nhóm và trước sau trong cùng một chu kỳ. Các em thấy này, magie sẽ có tính kim loại yếu hơn natri nhưng lại mạnh hơn nhôm trong cùng một chu kỳ, tính kim loại giảm dần. Vậy magie có tính kim loại yếu hơn natri và mạnh hơn nhôm. Trong một nhóm thì sao? Trong một nhóm tính kim loại tăng dần, magie sẽ có tính kim loại nhỏ hơn canxi phía dưới nó và lớn hơn beri. Các em nhớ nhá. Vậy ta kết luận gì về việc so sánh
tính chất của magie đối với cả các nguyên tố lân cận thì ta có này. Cô sẽ viết dưới dạng như này thôi. Tính kim loại của magie sẽ yếu hơn tính kim loại của natri và lớn hơn tính kim loại của nhôm. Đồng thời, tính kim loại của magie sẽ nhỏ hơn tính kim loại của canxi, các quan sát này, và lớn hơn tính kim loại của beri. Đó. Chúng ta xong bài 31.3 rồi. Cùng đi sang bài 31.4, đúng không? 31.4 này. Căn cứ vào bảng tuần hoàn. Căn cứ vào bảng tuần hoàn. Hãy cho biết tính chất hóa học của nguyên tố phosphor. Nguyên tố hóa học nguyên tố phosphor. Và bài số 4 này thì có tính chất là rất giống bài số 3. Vì vậy, bài số 4 các em làm tương tự giúp cô. Làm tương tự giúp cô. Đó, tương tự bài 3. Dựa vào đó cũng suy ra như này. Làm giúp cô vào vở nhé. Cô sẽ hướng dẫn em làm bài số 5. Số 5. Nguyên tố R tạo thành hợp chất khí với hydro có công thức hóa học chung là RH4. Trong hợp chất có hóa trị cao nhất với oxy thì oxy chiếm 72,3% khối lượng. Đầu tiên chấm 5 này. Đầu tiên ta có công thức của R với hydro là RH4. Từ đây ta suy ra được hóa trị của R trong hợp chất với hydro là 4, đúng không nào? Vậy hóa trị của R trong hợp chất với oxy, hóa trị cao nhất của R trong hợp chất với oxy, đó thì sẽ bằng 8 trừ đi 4 bằng 4, đúng không? Đấy, cô nhát vào đây thôi để em hiểu. Từ đây ta có thể suy ra được công thức oxit của R với oxy sẽ là RO2, đúng không? R hóa trị 4. Đó, RO2. Trong RO2 thì oxy chiếm phần trăm là 72,73%. Ta có này, phần trăm của oxy bằng M, cô viết luôn nhé, bằng 2 nhân M lớn của oxy là 16 chia cho, cô gọi phân tử khối của R chính là R nha. Ta có R cộng 16 nhân 2, đúng không? Cái này nhân 100 sẽ bằng phần trăm của oxy là 72,73. Đó. Từ đây suy ra ta có nhân chéo lên thì ta sẽ có là R sẽ bằng, rồi cô sẽ viết từng bước nha. R cộng 32 sẽ bằng 2 nhân 16 nhân 100 chia cho 72,73, đúng không? Đó, R cô chia, cô nhân đổi dấu luôn nhá, nhân gạch đảo luôn nhá, nhân mấy cả 0,7273 thì sẽ bằng 32, được chưa? Từ đó ta suy ra R, bấm máy tính giúp cô, R bằng 12. Và nguyên tố ta cần tìm chính là nguyên tố carbon. Đó, nguyên tố ta cần tìm là nguyên tố carbon. Thì từ đó suy ra được RO2 chính là CO2 và RH4 chính là CH4. Câu A, ta đã xác định tên nguyên tố rồi và công thức hóa học các hợp chất nguyên tố với R và hydro, đúng không? Là CO2 và CH4. Phần C đó là biết vị trí của R trong bảng tuần hoàn là như thế nào. Chúng ta xác định carbon, kem bảng tuần hoàn thì các em thấy rằng là carbon thuộc ô số 6, chu kỳ 2 và nhóm 4A, đúng không? Đó, nguyên tố carbon trong bảng tuần hoàn này. Ô số 6, chu kỳ 2 và thuộc nhóm 4, được chưa? Rồi,
Thế là chúng ta đã thực hiện xong yêu cầu của bài số 5. Chúng ta sang bài số 6. Số 6. Oxit của một nguyên tố có công thức chung là RO3, trong đó oxy chiếm 60% về khối lượng. Đúng không? Bài này lại giống bài nào chúng ta vừa làm nhỉ? Đúng rồi. Vừa giống bài bên trên, chính là bài 31.5, đúng không? Cô sẽ hướng dẫn các em làm tương tự bài 31.5, em tự làm giúp cô vào vở. Được chưa nào? Công thức chung là RO3 và oxy chiếm 60% về khối lượng. Các em cũng lập giúp cô công phương trình về phần trăm khối lượng của oxy như này. Theo R, đúng chưa? Đó, và ta sẽ tìm được R bằng bao nhiêu. Nhớ nhá. Có phải như này không? Cô hướng dẫn qua được không? Có phải ta sẽ có phần trăm của oxy? Phần trăm của oxy sẽ bằng 16 nhân 3 chia cho, cô gọi phân tử khối của R chính là R cộng 16 nhân 3, đúng chưa? Thì sẽ bằng 60%. Đó, thì từ đây các em sẽ tìm ra được R bằng bao nhiêu đó. Tìm giúp cô. Và với tìm ra được R thì cũng dựa vào bảng tuần hoàn, các em sẽ xác định được vị trí của R trong bảng tuần hoàn tương tự như bài số 5. Rồi, chúng ta sẽ làm bài cuối cùng của bài này, chính là bài số 7. So sánh mức độ hoạt động hóa học của các nguyên tố silic, phosphor, lưu huỳnh và clo. Các em cùng quan sát này, trong bảng tuần hoàn silic, phosphor, lưu huỳnh và clo đều thuộc chu kỳ 3, đúng không? Đó. Vậy ở đây các em sẽ xét theo một chu kỳ. Trong một chu kỳ thì tính phi kim làm sao nhỉ? Tăng dần. Đó. Vậy mức độ hoạt động hóa học của silic, phosphor, lưu huỳnh, clo sẽ tăng dần. Cô sẽ viết dưới dạng như này, đúng không? Tăng dần thì silic sẽ nhỏ hơn clo, nhỏ hơn lưu huỳnh và nhỏ hơn clo. Phần B. Natri, magie và nhôm. Natri, magie và nhôm là ở đầu chu kỳ 3. Tính kim loại của chúng làm sao? Tính kim loại của chúng giảm dần, đúng không? Vậy tính kim loại của natri sẽ mạnh hơn magie và mạnh hơn nhôm. Tính kim loại của natri sẽ mạnh hơn magie và mạnh hơn nhôm. Nhớ nha, đây là tính phi kim. Phi kim. Còn đây là tính kim loại. Kim loại. Đó. Được chưa? Vậy là cô và các em đã cùng nhau hoàn thành bài tập cho sách bài tập của bài 31. Vậy chúng ta kết thúc bài số 31 tại đây. Buổi tiếp theo cô và các em sẽ cùng học bài số 32, luyện tập chương 3. Nội dung của bài luyện tập sẽ là ôn lại phần kiến thức lý thuyết của chương 3, phi kim, sơ lược cái bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, và cùng nhau làm các bài tập. Hẹn gặp lại các em.